cho anh em món chả tôm càng xanh to. Chính của món này là tôm càng xanh. Tôm này khoảng tầm 10 con một ký. Một con phân lạng. Đây mình mới đi chợ về. Hôm nay mua được nấm mèo, củ cà rốt, hai củ khoai tây, ba bịch bún, bún khô, rồi cải, cải này để cuộn ăn, rồi một ít hành. Công việc đi mua sáng nay đây. Để nước sôi rồi thả tôm vào. Nấm mèo thì ngâm nước để cho nó nở hết ra. Lưu ý anh em ăn món này mua tôm sống nha. Mua tôm sống về ăn cho chất lượng. Sau 5 phút luộc tôm thì tôm ra hình dáng như vậy, màu sắc rất đẹp. Để nó nguội xíu mình bắt đầu bóc vỏ nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành bóc vỏ tôm nha. Tôm hơi nguội rồi. Thì tôm này khi mà chiên chả ram á thì mình chỉ lấy cái phần thịt thôi, còn lại càng với lại đầu thì tí nữa sẽ tận dụng để nấu trên nồi cháo. Phần thịt ở trong rất ngon, dai, có luôn gạch luôn. Lột để nêm cái canh đều ra hai bên. Lột còn phần dưới cùng nè, bóp nhẹ cái phần dưới này rồi kéo ra. Đó, đây là xong. Rồi thành một con tôm đã được bóc vỏ. Các con sau thì cứ tiếp tục như vậy. Bạn đầu bỏ vỏ, bỏ đầu. Đây, con thứ hai, thịt vàng ươm.
Như vậy là mình vừa lột xong hết cái mớ tôm này rồi. Anh em nào lột quen tay thì lột nhanh hơn nữa. Giờ mình sẽ tiến hành cắt con tôm này ra làm đôi, sau đó là sẽ ướp gia vị. Rồi anh em cùng xem nhé. Rồi bây giờ chúng ta cắt đôi con tôm ra. Rồi, cắt làm đôi. Đây con tôm như này. Cắt làm đôi ra. Nhìn hấp dẫn ha. Cứ cắt lần lượt hết cái mớ tôm này luôn nha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ ướp gia vị nha. Bỏ một ít hạt nêm. Một chút tiêu. Một ít bột ngọt. Một chút muối tùy theo khẩu vị của mỗi người nên anh em nêm nếm sao cho vừa phải nha. Rồi cái này mình sẽ để trong khoảng 15 phút để cho nó ngấm gia vị, rồi mình sẽ tiến hành đi cuộn bánh tráng nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắt các thành phần của món chả tôm. Đầu tiên là nấm mèo. Giờ phần nguyên liệu của chúng ta đã cũng gần như xong hết rồi. Giờ chuẩn bị tới giai đoạn là cuốn chả ram tôm càng xanh khổng lồ. Anh em hãy theo dõi nha. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị nước để thấm cho bánh tráng nó hơi mềm tí để dễ cuốn. Thì nước này muốn cho bánh ngon hơn, giòn hơn thì trước tiên là cho thêm một ít xì dầu. Thì dầu này có công dụng là sẽ làm cho bánh có màu vàng đẹp. Rồi chúng ta sẽ thêm một phần nữa là khoảng nửa trái chanh. Công dụng của phần quả chanh á, làm cho khi chiên thì bánh sẽ giòn hơn. Rồi vậy là xong hỗn hợp của nước thấm bánh. Ở ngoài chợ mà có bán món này chắc giá cao lắm. Thì con tôm đã bao nhiêu rồi? Tôm này hơi nhiều tiền. Rồi cuốn cái này phải khéo tay chút xíu nha. Đó, thì cái lần được anh em cứ cuốn vậy nha. Rồi, thấm ít nước trên bánh. Anh em nhớ ít ít thôi nha, chứ không có thấm trên ướt hết bánh nha. Nó vừa đủ mềm nhưng mà vẫn còn giữ độ dai.
lần được anh em cứ cuốn hết. Ram vừa được cuốn xong nha mọi người. Muốn chiên cho cái bánh này nó nhanh giòn, để nó lâu yếu đi ha. Thì anh em để toàn bộ những cái nguyên liệu của món này ráo hết nước. Sau đó khi cuốn xong anh em để cho nó khô một tí thì chiên nó sẽ nhanh dễ giòn hơn. Muốn chiên mấy cái này cho nó đỡ bị vỡ thì để im một chỗ cho nó khi nào nó giòn luôn, từ đó sau mình chở thì không phải bị rách bị vẽ. Rồi 2, 4, 6 cái rồi.
thái đầu tiên ra lò. Vàng ươm. Cơ bản là những cái này đã chín rồi. Rồi là mình để cho những cái này giòn rụm. Khi chờ cho chả chín, chúng ta sẽ tiến hành làm nước chấm. Đối với mấy loại này thì làm nước chấm chua ngọt nha nè. Ớt, chua chuyền, ngọt, chanh, pha nước cho thịt loãng ra. Hai muỗng nước mắm, 3 muỗng đường, trộn đều lên. Sau đó anh em pha loãng với nước, 3 muỗng nước. Rồi cuối cùng thì ba cái cuốn cuối cùng thì xong. Rồi, giới thiệu anh em món chả tôm càng xanh cực to, chiên nóng giòn. Rồi bây giờ cùng thưởng thức thành quả của sáng ngày hôm nay nha. Chả tôm càng xanh chiên giòn cuốn với lá cải kèm thêm bánh tráng. Rồi có thêm nước chấm đây. Rồi phần đầu với lại càng còn lại thì mình sẽ làm thêm một nồi cháo nữa ăn kèm. Cũng nguyên cái luôn cho nó đã. Làm nguyên cái luôn. Nó to, nó vừa cái luôn. Cái nó đã phải không? Nó hơi là xinh rồi, nó đang vàng cái giống nhó luôn. Ra cho mắt cuốn xong rồi cho con ăn chứ sao mà ăn nổi. Có nhiều người ở mấy vùng miền ngoài Bắc ít khi ăn bánh tráng nên kêu cuộn bánh tráng khó khăn lắm. Cơ bản giống y như bên nhà vợ mình. Đây. Rồi má ăn thử coi ngon má. Giòn ha. Đấy. Rột rột đấy. Cảm giác sao má? Cảm giác có vị ngọt ngọt. Thanh hình của cái chua ngọt của nước mắm, ngọt của tôm, ăn rất ngon.
Đây, món này làm đầu tiên mang đúng không? Đúng rồi. Mai chắc chuyển qua tôm hùm á. Chuyển tôm hùm cuốn bánh tráng ăn cho ngon. Đây, bánh tráng cuộn với cải với rau sống với chả tôm này hơi bị ngon nha anh em. Mùa dịch ở nhà, anh em nào muốn thưởng thức món mới thì cứ nghiên cứu hoặc là xem những clip của mình để chế biến món ăn tại nhà nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha.